Trình hôm nay có mặt ở đây đi ha. Dạ, chắc là mời anh Tuấn. Dạ, lớp trưởng đại diện, xin mời anh ạ. Lời đầu tiên thì cho em Tuấn và tất cả các em sinh viên đang có mặt ở đây gửi tới các anh chị phóng viên báo chí và tất cả các vị khách mời khác đã có mặt ở đây một lời chào trân trọng nhất. Thì đây là lần đầu tiên mà em đứng đây và với một vai trò như này, cho nên thực sự bây giờ thì cũng đang rất là run và em cũng chỉ mong nhận được những lời góp ý và những câu hỏi hoặc là thắc mắc gì đó từ các anh các chị. Em rất cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh Tường rất là nhiều. À, thôi thì anh đã cầm mic rồi thì em đặt câu hỏi cho anh trước luôn đi ha. Trước khi mình gặp gỡ với các diễn viên, đầu tiên á, thì anh Tuấn được biết đến với vai trò là dựng phim của rất là nhiều dự án điện ảnh thành công, ví dụ như là Tháng Năm Rực Rỡ vào năm 2018 nè, rồi sau đó là có Bố Già vào năm 2021, rồi đến Nhà Bà Nữ 2023, gần đây nhất là Mai với 2024. Vậy thì thử sức trong vai trò là đạo diễn với đứa con tinh thần đầu tay á, thì anh thấy nó có những cái trải nghiệm khác biệt nào không? Có thể nói là trong lĩnh vực điện ảnh thì Tuấn xuất phát là một người dựng phim, cho nên nó cũng sẽ có rất là nhiều thuận lợi khi mà mình bước ra mình làm một bộ phim của riêng mình, bởi vì là dự án đầu tay cho nên là cũng sẽ thực ra thì về cái phần chi phí thực hiện nó rất là hạn chế, cho nên mình là người dựng phim thì khi đó thì Tuấn sẽ phải tính trước là những cảnh đó mình sẽ dựng lên như thế nào và mình chỉ cần quay những cảnh nào thôi, cho nên đôi khi là mình sẽ tiết kiệm được nhiều trong chuyện chi phí, đó là một cái thuận lợi nhất định, nhưng mà nó cũng có một cái mặt hạn chế là tại vì mình tính toán kỹ quá thì đôi khi nó sẽ bị thiếu nếu như mình muốn làm theo một phương án khác ở trên phòng dựng, cho nên bộ phim này nó cũng cũng có rất là nhiều cái mà tôi rất là ưng ý, vì khi mà mình nghĩ nó ở trên set như thế nào thì về dựng lên thì nó y như vậy, và cũng ngược lại cũng có rất là nhiều điều mà bản thân tôi cũng rất là tiếc nuối, nếu như có cơ hội để làm nó nhiều thời gian hơn thì mình sẽ làm nó tốt hơn nữa. Dạ, nhưng em tin chắc là anh đã dành hết tất cả những gì gọi là tâm huyết nhất trong dự án điện ảnh đầu tay này. Anh đã nhắc đến cái vấn đề về chi phí á, thì em nghĩ là cái đây cũng là một cái câu chuyện mà những dự án điện ảnh gần đây cũng phải đau đầu, bởi vì là đầu tư thì rất là khủng nhưng mà cái thu về á, thì nó sẽ không được như mong đợi. Vậy thì bản thân anh có nhiều áp lực khi mà một thị trường đang vận hành theo cách này không? Thì thực ra áp lực đó chắc có lẽ nên dành cho những người đầu tư tại vì tận không có gì để mất cả, mình chỉ đứng ra mình làm phim và có những người anh em, những cái bạn bè đã rất là tin tưởng Tuấn, đã giao cho Tuấn một số tiền và Tuấn có thể làm mọi thứ theo ý thích của mình. Thực ra Tuấn nghĩ đó là một cái điều rất là may mắn đối với Tuấn, là tuy là phim đầu tay, tuy là một bộ phim không được đầu tư nhiều nhưng mình đã được làm theo ý của mình trong tất cả mọi khâu, thì đó là tôi nghĩ đó là một trong những điều rất là may mắn. Dạ, cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục giao lưu với các diễn viên và xin mời cả nhà mình sẽ cùng an tọa để cùng trò chuyện được thoải mái nhất ha. Dạ, các anh chị thân mến, nếu mà các anh chị có những câu hỏi nào á, thì các anh chị cứ thoải mái giơ tay để giao lưu cùng với chúng tôi nhé. Dạ. Dạ, xin mời anh có câu hỏi đúng không ạ? Xin mời anh. Rồi. Xin mời chị thắc mắc đến từ bạn ạ. Dạ, em chào mọi người, em là Phi từ Việt Nam Nét. Em có câu hỏi dành cho anh Tùng là cũng cùng lấy chủ đề là chuyến đi thanh xuân của nhóm bạn từ thời sinh viên học sinh, thì có nhiều khán giả có nói là nó có chủ đề khá tương đồng với lại phim Tháng Năm Rực Rỡ, thì anh giải thích như thế nào về chuyện này? Và mình có cái hỏi thứ hai là thì xuyên suốt mạch phim là sự thay đổi giữa quá khứ và hiện tại, thì để dựng lại cái bối cảnh quá khứ của Sài Gòn những năm về trước thì chắc cũng là khá tốn nhiều kinh phí nữa, thì mình có thể tiết lộ ra về kinh phí đầu tư cho bộ phim. Thì câu hỏi đầu tiên mà tôi cũng nhận được rất là nhiều thắc mắc của rất là nhiều anh em bạn bè, nhưng mà tôi có kể một câu chuyện như thế này, thì thực ra thì
cái ý tưởng này xuất phát từ một cái video quảng cáo mà tôi vô tình được xem cách đây nhiều năm. Đó là video của những người đàn ông đã lớn tuổi và họ chở theo một cái di ảnh của một người bạn thân, mà hình như là quảng cáo của Honda hay gì đó. Thì đầu tiên là tôi tính là hay là làm chuyến đi của các chú này sẽ thực hiện của Honda, nhưng mà có vẻ như nó sẽ hơi khó khăn trong cái việc quay này kia, và sợ sức khỏe của chú không bảo đảm nữa, cho nên là cuối cùng thì đã chuyển sang quay bằng đi bằng xe hơi. Thì khi mà nghĩ đến cái câu chuyện này thì mình cũng suy nghĩ rất là nhiều về cái việc là nó có bị giống Tháng Năm Rực Rỡ không. Một phần nữa tôi cũng đã từng tham gia vào Tháng Năm Rực Rỡ với vai trò là dựng phim nữa, thì sẽ nhận được câu hỏi rất là nhiều. Nhưng mà khi mà làm xong thì những người mà đầu tiên xem bộ phim này thì họ cũng đã, rất nhiều người nói với tôi là cứ sợ là sẽ giống Tháng Năm Rực Rỡ, nhưng rốt cuộc thì lại không thấy giống. Thì bản thân tôi cũng thấy nó không có giống Tháng Năm Rực Rỡ, và tôi cũng có cái suy nghĩ là mình không có phải là đang làm theo concept đó hay là không, mà tôi chỉ đang cố gắng kể một câu chuyện hay nhất theo cách của mình thôi. Cho nên có lẽ là nó cùng cái motif là hiện tại quá khứ, hiện tại quá khứ, nhưng mà bản thân tôi nghĩ là nó không giống Tháng Năm Rực Rỡ. Còn về chuyện cái phí đầu tư thì nói chung thì không biết là tôi có thể hỏi anh chị không được không, là mọi người có cảm thấy bối cảnh cũ, Sài Gòn cũ ở trong phim nó có bị lấn cấn hay gì không ạ? Mình sẽ mình có cảm thấy mình bị chú ý hay là thấy nó không đúng hay là gì đó không ạ? Ok, thì nói chung thì như tôi đã nói thì tôi đã làm phim đầu tiên mà nó cũng kinh phí nó cũng hạn chế, cho nên mình cũng luôn cố gắng chọn những cái gì đã có sẵn và mình làm lại một chút cho nó phù hợp hơn, và cũng cố gắng để cho nó tự nhiên nhất nữa, chứ không phải mình đang cố gắng là thể hiện rằng nó là năm đó. Cho nên tôi hy vọng là mọi người thấy nó là một cái bối cảnh nó tự nhiên thôi, chứ cũng không phải đầu tư hay gì cái hướng. Cho nên còn về cái chuyện kinh phí đầu tư thì chắc để bữa nào đó có chị sản xuất ở đây thì chị sẽ chia sẻ nhiều hơn. Dạ, cảm ơn anh Tùng rất là nhiều, cảm ơn câu hỏi từ anh Phi của Vietnamnet. Bây giờ xin mời các anh chị ạ. Dạ, xin mời chị. Mình có một câu hỏi dành cho đạo diễn Vũ Khắc Thuận đó. Là từ đầu đến cuối mình có xem phim, là khi mà bộ phim càng kết thúc thì lại gây cho cái khán giả một cái cảm xúc là gọi là chúng là sao nhỉ? Nói chung là gọi là lấy được những cái giọt nước mắt của khán giả đó. Thì cho mình hỏi là khi Vũ Khắc Thuận mà ra một bộ phim này đó, cái khó khăn để mà tìm diễn viên và nhập đúng cái vai diễn của bộ phim này có khó khăn gì không? Nhất là cái diễn viên của tên là Nghĩa, cái đoạn cuối của đoạn phim á, nói chung là lấy rất là nhiều cảm xúc cho cái khán giả mà để xem phim á. Thì cho mình hỏi là cái khó khăn để bạn chọn cái diễn viên để nhập vai có khó khăn gì lắm không, mà mình thấy là vai các bạn nhập rất là hay. Rồi xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị. Thì được cái là em có một người đồng hành rất là hiểu em, đó là bạn Ngã sản xuất. Thì hai đứa khi mà ngồi bàn tính về việc thực hiện bộ phim này như thế nào, thì dĩ nhiên một trong những điều đó quan trọng nhất đối với em đó là chính là câu hỏi của chị, là làm sao mình tìm được những diễn viên mà nó phù hợp với cái vai diễn đó nhất. Thì tụi em thực ra thì tụi em cũng có rất là nhiều option, đưa ra rất là nhiều cái phương án khác nhau để mình lựa chọn và suy nghĩ, và mình cũng tiếp cận với các diễn viên đó. Thì sau khi đưa ra rất là nhiều cái phương án và cuối cùng chọn lựa lại, thì tụi em đã tìm được em Công Dương, em Trần Nghĩa, rồi em Khánh Vân. Khi mà tụi em gặp, em cũng có cách casting rất là khác những người khác, là em hẹn gặp các em ấy đi cà phê luôn. Thì khi mà hẹn gặp các em ấy đi cà phê, rồi mình nói chuyện, rồi mình kể cho các em nghe câu chuyện của Mùa Hè Đẹp Nhất như thế nào, để xem các em ấy có thích cái câu chuyện đó hay không. Và khi mà ngồi nói chuyện với nhau thì tụi em cũng về và bàn lại với nhau, và tụi em mới lựa được các em ấy, chứ tụi em không yêu cầu các em ấy phải diễn thử cái gì hết, mà em chỉ xem các phim các em ấy đã từng diễn thôi. Và sau đó thì em tìm được em Nguyễn Tụ. Thì Nguyễn Tụ là một trong những diễn viên mà em đã công tác rất là nhiều lần trong những cái video quảng cáo này kia đó.
thì em mới có một cái nét rất là chất phác, rất là gọi là nó hơi còn cái chất gọi là miền Trung, gọi là miền Nam Trung Bộ đó, kiểu Phú Yên Bình Định đó. Thì em mới mời em đi đóng cái vai đó, thì bản thân em thấy em cũng đã cố gắng rất là nhiều khi đứng cạnh các người anh người chị của mình. Và cái vai diễn tưởng chừng như là dễ nhất đó là vai diễn Minh Thông Thái. Nó em chỉ cần tìm một bạn gọi là nhìn hơi trắng trẻo, hơi tròn tròn một chút, có nét dễ thương và có nét của một cậu bé con nhà giàu, thì em tìm mãi thực ra không ra, tại vì cái nhân vật đấy nghĩ là nó bình thường nhưng mà rất là khó tìm đúng. Cho nên cuối cùng thì có một người chị của em đã nói là em thử mời Minh Dự đi. Thì thực ra mà nói thì em vẫn phải xin lỗi Minh Dự, là tại vì khi mà chị ấy phải nói em tới lần thứ ba thứ tư em mới nhắn tin cho Minh Dự. Thì bởi vì là em nghĩ là Minh Dự thì xưa giờ là hay đóng hài, em cũng có làm việc với Minh Dự mấy lần rồi, thì chỉ thấy em này khó tính thôi. Thì đóng hài em hay đóng hài, cho nên em sợ là phim của em thì nếu mọi người có xem đến giờ, mọi người không biết mọi người có cười nhiều không, nhưng mà những cái mà em muốn tạo cho mọi người cái cách mà làm hài đó, nó không phải là cố tình diễn để người ta cười với cái đó, mà là diễn viên vẫn tập trung vào câu chuyện của mình, còn khán giả người ta sẽ tự thấy nó vui thì người ta tự bật cười. Thì đó là cách của em, cho nên em cũng không biết là Minh Dự có phù hợp với cái đó không. Thì sau đó thì em mới sau 3-4 lần người chị đó nói em thì em mới quyết định gặp Minh Dự. Và khi gặp Minh Dự thì khi nhắn tin cho Minh Dự thì em lại chảnh ngược lại với em và em mới không có trả lời em. Tức là em cũng phải nhắn 5 lần phải lượt đấy thì em mới gặp Dự mới gặp em, gọi là lật mặt đấy. Thế là hai anh em gặp nhau thì giống như kiểu là hai nửa tìm thấy nhau rồi đó. Rất là vui khi mà hai đứa gặp nhau một cái thì mà nói chuyện thì em mới thấy em kể cái câu chuyện nó say sưa quá. Thì Dự cũng rất là vui, Dự bảo là thôi em sẽ đặt niềm tin vào anh một lần. Lần trước là em cũng đã này kia đó, thì là ráng thử một lần nữa, thì em bảo ok, vậy thì cảm ơn em. Thế là bọn em quyết định cái một là mời em đi đóng cái vai được luôn. Thì đó là cái cách casting của em, tức là em gặp các em ý và xem có hợp vai không. Còn các chú thì em cũng đắn đo rất là nhiều, thì như mọi người đã thấy thì đôi khi cái bề ngoài có thể nó các chú với các em nó có sự lệch nhau một chút, nhưng mà em nghĩ là trong phim thì các chú và các em cũng đã cố gắng thể hiện cái vai diễn của mình cũng khá là mất trình với nhau. Cảm ơn chị. Cho mình hỏi anh Tùng một câu là thì sau khi phim này coi xong thì mình có một cái trăn trở là với những người mà thế hệ 8x9x thì là coi thì có vẻ là nó sẽ thấm hơn, còn các bạn trẻ như Gen Z thì coi nó sẽ đôi khi là nó sẽ không hiểu được một số cái tình tiết trong phim. Thì là anh nhắm đến cái đối tượng nào khi mà anh nhà sản xuất sẽ nhắm đến cái đối tượng khán giả như thế nào trong cái phim này? Câu thứ hai là cho bạn Minh Dự. Thì bây giờ nhân tiện anh Tùng đã lật mặt bạn rồi, thì bạn có thể chia sẻ cái quyết định của bạn khi mà nhận lời tham gia phim này hay không, tức là thông qua kịch bản hay là cách mà anh Tùng thuyết phục bạn như thế nào? Xin cảm ơn. Ok, cảm ơn anh rất là nhiều. Quên cảm ơn chị với đấy, vì chị đã nói có khúc cảm động thì em rất là vui vì điều đó. Chị cha thật sự vừa mới quên mất tiêu. Về đối tượng khán giả đúng không? Dạ, thì thực ra mà nói thì hay sống theo kiểu nó hơi cảm tính một chút, gọi là sao ta hơi có góc nhìn chủ quan á. Cho nên như Tuấn đã nói thì cái phim này là cái phim rất là may mắn, Tuấn được làm theo ý của mình rất là nhiều, không có các nhà đầu tư can thiệp bất cứ cái điều gì cả, hoặc là không bị bất kỳ nhà sản xuất hay ai đó tác động lên Tuấn phải làm điều này phải làm điều kia. Cho nên Tuấn đã vô tư kể một câu chuyện mà theo Tuấn nó là có nhiều cảm xúc. Thì nếu anh nếu giờ một người coi thì mình cũng thấy là cái cách mà Tuấn kể thì nó cũng ưu tiên đến cảm xúc nhiều hơn là những điều khác. Không ưu tiên kỹ thuật hay là phô trương về bối cảnh này kia, mà Tuấn luôn tập trung vào cái cảm xúc của nhân vật nhiều nhất. Thì đó là cách Tuấn kể, cho nên là tại vì mình cũng là một người thuộc thế 8X, cho nên ít nhiều cái cách suy nghĩ của mình và cách kể chuyện của mình nó cũng sẽ
có lẽ là phù hợp với thế 8X và 9X nhiều hơn. Cho nên về câu hỏi của anh thì thực sự tôi chỉ hy vọng là các bạn trẻ cũng sẽ cảm nhận được nó, bởi vì nó cũng có nhiều tình cảm ở trong đó. Còn nếu mà nhắm tới thì thực sự thì tôi cũng cố gắng nhắm tới tất cả mọi người thôi, chứ cũng không biết là như thế nào. Đây, mời em Minh Thư. Dạ, em cảm ơn câu hỏi của anh. Và em lần đầu em nhận câu hỏi trong rạp thì em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến quý anh chị và các bạn ở báo chí truyền thông. Lâu lắm rồi em mới có dịp đứng trước mọi người và được mọi người hỏi. Em cảm ơn mọi người dành thời gian cho bộ phim Mùa Hè Đẹp Nhất. Dạ, em cảm ơn. Dạ, em xin trả lời câu hỏi của anh. Đúng như anh Tụng đã lật mặt em, là anh thật ra lúc mà gặp nhau anh Tụng có hỏi là em có thấy cái tin nhắn chờ trong Facebook của em không, thì mình nói dạ không, nhưng thực ra là đã xem nó rất nhiều lần rồi, mà tại vì em có cái kỹ thuật bấm vô mà không cho người ta biết mình đã xem á, cho nên là em xem em suy nghĩ, sau rồi em lại suy nghĩ cái quyết định thôi, em lơ luôn, mà cũng không phải là em chảnh gì, nhưng mà tại vì em không phải, em biết mình không phải là một diễn viên xuất sắc, cũng không phải là một diễn viên thật sự đã diễn giỏi, mặc dù con đường của em hướng tới là một diễn viên thực lực, nhưng vì em cũng chưa tự tin về cái nội lực của em lắm, cho nên là em muốn gửi gắm cái niềm tin của mình vào những người đạo diễn đã có những tác phẩm điện ảnh chắc tay và những sản phẩm thành công nhất định, hay ít ra khi em search cái tên trên mạng thì cũng đã có làm những phim gì rồi. Đằng này là em search Vũ Khắc Tuận làm phim điện ảnh, sao nó ra toàn là nhạc sĩ Vũ Khắc Tuận không à? Em nói ủa, rồi cuối cùng ảnh quay MV hay là ảnh quay phim? Cái em quyết định là thôi, em không dám trả lời. Sau đó thì em thấy ảnh nhắn tin qua Zalo: anh Vũ Khắc Tuận nè, anh có muốn mời em tham gia dự án điện ảnh đầu tay của em, Minh Dự nhận được tin hồi âm anh. Cái em cũng lơ luôn mọi người, tại vì em đã không tin rồi thì em sẽ không trả lời. Em vừa không tin em mà em vừa không tin ảnh nữa. Nói chung là vừa không biết người, vừa không biết ta, thì trong trận nó cũng không có trăm thắng á. Cái em cũng lơ luôn, cho tới khi ảnh nhờ một người nào đó nhắn tin cho em, và người đó là bạn của em, đồng nghiệp của em: em ơi, check tin nhắn của anh Vũ Khắc Tuận, ảnh có việc cần liên hệ em. Thì em nói thôi, vậy là lần thứ ba, lần thứ tư ảnh muốn nói chuyện với mình, thì dù gì anh nên cũng nên cho một cơ hội, biết đâu là duyên. Thì gọi điện nói chuyện với ảnh, thì rất là may là cuộc nói chuyện rất là ngắn, thì em cũng rất là muốn hẹn anh ra cà phê. Đã từ lâu rồi em không còn thói quen là chỉ cần đọc kịch bản, đọc ở những trang giấy là em nhận lời liền, vì em đã cũng đã từng thất bại nhiều, mình cũng đã từng tổn thương nhiều trong những cái lần trao gửi niềm tin đó trên phim ảnh. Cho nên là em rất muốn nhìn thấy những cái tâm tư trực tiếp khi mặt đối mặt với đạo diễn, tại vì em tin là những gì trên giấy nó cũng chỉ là trên giấy thôi, nhưng mà khi kể một cách trực tiếp bằng góc máy, bằng những cái máy quay và bằng cái ngôn ngữ điện ảnh của đạo diễn, nó sẽ khác hoàn toàn. Em đã từng tin tưởng vào một cái bản điện ảnh, kịch bản ở trên giấy sửa đi sửa lại tới 7-8 lần, mà cho tới khi ra phim nó vẫn không như mình nghĩ và không như mình tưởng tượng ban đầu. Cho nên sau những cái lần tổn thương đó thì em rất là e dè. Em không phải là ngôi sao, mà vì càng không phải ngôi sao nên em càng e dè. Tại vì nếu em đã là ngôi sao, đã có vài gì ấn tượng, thì mình mất chút xíu cũng không sao. Đằng này là mình chưa là gì hết, mà mình thất bại liên tục thì mình cũng sợ. Sau đó thì sau khi ngồi nói chuyện với anh Vũ Khắc Tuận người quán cà phê, em không thể nào tin nổi là lâu lâu em chỉ chen được đúng nửa câu thôi đó. Ảnh kể quá chừng kể luôn, và em lúc đó chưa bao giờ em ngồi em uống cà phê một cách tập trung tới như vậy. Em không dám lơ ánh mắt đi chỗ khác vì mình sẽ không tôn trọng ảnh. Em cũng không thể nào cắm cúi uống cà phê bởi vì em sẽ bỏ lỡ một chi tiết nào đó. Em cứ thấy mà bốn mắt nhìn nhau, lâu lâu mình khẽ gật đầu để cho ảnh cảm giác là mình đã lắng nghe kịp thông tin của ảnh. Và sau khi kể hết một mạch, em thấy ô, anh Tuận anh kể một cách rất suôn sẻ và mượt mà, mượt như cái cách mà anh dựng phim vậy đó. Thì rõ ràng ảnh rất tin và rất chắc ăn vào những cái ý tưởng đường dây của ảnh. Và một người cảm xúc, em muốn nhấn lại một lần nữa, anh Vũ Khắc Tuận là một đạo diễn rất rất cảm xúc anh mạnh trong từng lời nói luôn. Cho nên là gặp em là người nhạy cảm,
thì vô tình đó, nó chạm được em. Và thật ra khi một người nhạy cảm như em chỉ nghe một tới hai chi tiết mà đánh động cho tim em đó, làm nhận lời liền. Và sau đó anh Tuấn có hỏi một câu là: em nghe xong, bây giờ anh muốn hỏi em câu này, vai em không phải vai lớn, cũng không phải vai nhiều phân đoạn trong phim, em có nhận không? Thì em có nói anh là chỉ cần kịch bản hay, cảm xúc, và anh tin vào kịch bản của anh, vai một hai phân đoạn em vẫn nhận. Và cái đó là cái cách mà em với anh Tuấn được làm việc với nhau. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn chia sẻ đến từ Minh Dự và cảm ơn câu chuyện từ anh Vũ Khắc Tuấn. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo từ các anh chị nhé. Dạ, xin mời ạ. Alo, dạ. Đầu tiên thì em muốn hỏi lại cảm giác của Ngạn khi gặp Trà Long. Thứ hai là em muốn hỏi bạn Trần Nghĩa là từ Ngạn trong Mắt Biếc cho đến Tùng ở Chúng Ta của 8 năm sau và bây giờ là Mùa Hè Đẹp Nhất, thì cảm giác là bạn có sợ cảm giác là mình bị đóng khung trong hình tượng là nam thần thanh xuân không? Câu hỏi này cũng xin hỏi là Khánh Vân luôn ạ. Đây là câu hỏi kế dành cho cả Trần Nghĩa và Khánh Vân. Chắc là Nghĩa sẽ là người chia sẻ trước nha. Rồi, mời Nghĩa. Em xin cảm ơn câu hỏi của chị. Thực ra thì em với cả Khánh Vân thì cũng gặp nhau thường xuyên. Thành ra là cái việc mà gặp Khánh Vân ở một dự án phim khác thì với em thì cũng là một cái điều hết sức bình thường. Với cả bản thân em với Khánh Vân thì ở ngoài không coi nhau như là Ngạn hay Trà Long, mà là hai anh em. Vậy nên là khi mà làm việc dự án chung này thì gặp nhau cũng rất là kiểu tê tợn, vui vẻ với nhau thôi. Cũng không nghĩ gì tới những dự án cũ nữa. Và khi mà bài kịch bản với nhau thì nhân vật của em với Khánh Vân thì không còn là chú cháu nữa mà là hai người bạn. Vậy nên thì nó lại càng dễ dàng hơn so với bởi vì hai anh em ở ngoài chơi với nhau. Thì là khi mà vào phim thì nó cũng khá là đơn giản. Còn hình tượng nhân vật Thanh Xuân thì anh nghĩ rằng là ai cũng muốn hướng tới thôi. Tại vì ai cũng muốn trẻ mà, không chỉ riêng em. Đúng không mọi người? Nhưng mà vấn đề là em thì không phải chọn nhân vật Thanh Xuân để đóng. Mà là... cũng một phần là do có thể Thanh Xuân chọn em, hoặc là qua những dự án thì em chinh phục được với những đạo diễn, những cái người mà có mong muốn tìm tới một cái nhân vật mà có thể thể hiện được cái những nét Thanh Xuân, những cảm xúc của những cái tuổi trẻ và hiểu được, biểu cảm được, biểu diễn được những cái mà đạo diễn mong muốn. Nên là em thấy là em may mắn khi mà được các đạo diễn lựa chọn và tin tưởng giao cho em những vai diễn Thanh Xuân đó. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho em gửi lời chào tới quý vị nhà báo đã có mặt ngày hôm nay ạ. Và em xin phép trả lời câu hỏi của chị là em cũng giống như anh Nghĩa vậy đó, là kiểu lúc đầu khi mà nhận lời mời của anh Tuấn và anh Tuấn cũng bảo là em sẽ quay chung với anh Nghĩa thì em cũng vô tư thôi, kiểu phát quay chung với anh Nghĩa lại gặp nhau rồi, vui thế, thế quay thôi. Cái kiểu em chỉ suy nghĩ đơn giản vậy thôi, chứ thật ra bình thường á, nếu mà em nhận những kịch bản khác á, mọi người cũng sẽ hỏi em là có sợ bị đóng khung, sợ bị một màu, hay là không có đất diễn để mà mình thể hiện được quá là nhiều sự thay đổi của bản thân mình hay như thế nào đó. Thì thật ra em cảm thấy như là được đi diễn và được tham gia những cái dự án điện ảnh là một cái cơ hội để mà bản thân mình vừa được học hỏi, vừa được trau dồi. Nên là em không có quan trọng lắm về cái chuyện là cái vai diễn nó có xem nhau hay không. Nhưng mà thật ra cái vai diễn này của em á, thì em chỉ đóng một nửa phân đoạn đầu thời còn trẻ với các cô chú. Và anh Tuấn cũng chỉ đòi hỏi em là vui vẻ, vui tươi, hồn nhiên, thể hiện được cái sự thanh xuân. Thì em nghĩ là khi mà anh Tuấn xem Mắt Biếc thì anh Tuấn cũng bị ấn tượng cái vai diễn đó của em, vì em có được cái sự đó. Cho nên là em nghĩ ok, thì em chỉ nghĩ tới cái chuyện là em đi quay để em được trải nghiệm thêm, học hỏi thêm về cái khả năng đứng trước camera của mình, cũng như học hỏi thêm các anh chị diễn viên làm nghề, để mà mình có thể thực hiện được những cái dự án sau nhiều đất diễn hơn.
thì mình sẽ cố gắng mình tốt hơn. Còn vai diễn này là tại vì em rất là thích, giống như là anh Dự gặp anh Tuấn vậy đó, là em cũng y chang anh Dự luôn, là em cũng cũng cả tiếng đồng hồ ngồi cũng chỉ gật đầu dạ. Tất cả là đều nghe anh Tuấn nói hết, là em cảm thấy anh Tuấn là một người rất là tâm huyết với lại cái dự án lần này, cho nên em nghĩ wow, vậy à, vậy thôi chuyến này em đi với anh mà còn đi chung với cả anh Nghĩa nữa, cho nên anh không biết đi đâu và một điều nữa mà em rất là thích cái kịch bản dự án lần này đó chính là em là nữ chính duy nhất của đoàn, cho nên là em cảm thấy mình đi đến cái này mình sẽ được cưng lắm đây, và em tham gia chung với mọi người em cảm thấy rất là vui, cảm thấy rất là vinh hạnh ạ. Dạ em cảm ơn anh. Dạ cảm ơn phần chia sẻ của Trần Nghĩa cùng với đội Khánh Tân. Cảm ơn câu hỏi của chị ạ. Chắc là tiếp theo thì cho Vũ giao lưu cùng với Công Dương chút xíu đi. Công Dương ơi, câu chuyện mà anh Tuấn nhìn người đặt vai là đã rất là rõ ràng đúng không? Vậy thì nhân vật ở trong phim với Công Dương bên ngoài như thế nào? Bởi vì trong phim thì Công Dương có những cái tính cách vừa háo thắng vừa rất là nóng nảy nhưng mà cũng rất tình cảm và lãng mạn nữa, thì có phải nó thể hiện một Công Dương ở bên ngoài cũng tương tự như thế không? Bây giờ em có cơ hội để chào tất cả mọi người, em xin được để chào tất cả các anh chị. Cảm ơn mọi người đã bất chút thời gian đến đây. Để trả lời câu hỏi này của anh thì em nghĩ là nhân vật Nghĩa ở trong phim nó cũng là một phần của Công Dương ở ngoài đời. Công Dương ở ngoài đời là một tổ hợp rất nhiều những tính cách, những trải nghiệm và những nhân vật khác nhau, và em chỉ đưa một phần con người mình vào trong nhân vật này thôi. Cái mà em cảm thấy nó cũng hơi gọi là challenge một chút, đó là em vừa mới đón sinh nhật 30 tuổi và trong nhân vật này thì em phải thể hiện là một chàng trai gọi là một sinh viên, thì làm sao để em có thể thể hiện được một cái tính cách của một cái tuổi trẻ ra, thì đối với em đó là một cái challenge. Mình đã trải qua tất cả những điều này rồi, bây giờ mình đã trưởng thành hơn, mình cũng là cảm giác mình đã là một con người khác rồi, nhưng mà để tìm lại một phần của bản thân từ lúc trước thì nó cũng là một cái thử thách. Tiếp nữa là em cũng phải cố gắng để xây dựng cái nhân vật này làm sao để cho nó không giống mình ngoài đời hoàn toàn, nó phải có những sự khác biệt. Cho nên là em có tập trung vào giọng nói của nhân vật, tại vì bối cảnh năm 90, cho nên là cái giọng nói của em thì nó lại khá là hiện đại. Và sau đó thì khi mà làm việc với anh Tuấn thì em có hỏi ý kiến anh Tuấn là em có thể làm sao để có thể thể hiện cái giọng nói của nhân vật này nó nghe nó kiểu là một người Hà Nội nhưng mà Hà Nội xưa chứ không phải Hà Nội hiện đại như bây giờ. Thì anh Tuấn bảo ok, nếu mà em làm được điều đấy quá là hay, thử đi, xong rồi gửi tin nhắn thoại cho anh nghe xem thử. Thế là có gửi một vài tin nhắn thoại cho anh Tuấn, em bảo ok đó. Thế là dừng còn tập cái cách nói chuyện đó rất là lâu để thể hiện cái điều đó ra, thì không biết là cái phần thể hiện nó có Dương ngày hôm nay có thuyết phục được mọi người hay không. Rất hy vọng nó có thể thuyết phục được tất cả mọi người. Thì Dương nghĩ là đấy là cái mà Dương đã cố gắng để tạo ra cái sự khác biệt cho nhân vật Nghĩa này. Cảm ơn Công Dương rất là nhiều, những cái gật đầu từ phía các chị bên dưới cũng là một sự khích lệ và một sự công nhận. Bây giờ chúng ta gặp gỡ với diễn viên Nguyễn Tụ nhé. Rồi, một hành trình từ một TikToker với 1,3 triệu người theo dõi và một diễn viên gọi như là diễn viên điện ảnh ha, bởi vì mình cũng đã xuất hiện trong dự án này, thì nó có khác biệt gì hay không? Đồng thời thì em có nghĩ là mình sẽ trở thành một diễn viên thực thụ không? Dạ, đầu tiên thì em xin chào các anh chị nhà báo ạ. Em thì tên Nguyễn Tụ ạ. Thì em trước đó thì em cũng có làm diễn viên trước khi làm TikTok rồi. Thì TikTok là em làm sáng tạo trên đó, là kiểu như là một cái để giúp mình để mà theo đuổi con đường diễn viên nó dễ dàng hơn. Thì trước đó thì em cũng đã hợp tác với anh Tuấn nhiều trong các quảng cáo mà anh Tuấn quay. Thì qua đó thì em với anh Tuấn mới có duyên để được đóng trong phim này. Dạ. Còn để mà tham gia một bộ phim điện ảnh như thế này thì em cảm thấy kiểu như là mình rất là bất ngờ với một cơ hội như thế này. Ngay khi anh Tuấn mà nhắn tin em, nói em là có thể đóng này, em kiểu như em không tin được là mình sẽ được một cơ hội như thế này. Kiểu như là nó, đối với em nó là một cơ hội rất là lớn. Rồi em có đọc kịch bản thì em thấy là cái nhân vật Thái này nó cũng gần tương đương với em, tại em cũng là người con của miền Trung, quê xứ Nẩu à. Thì ở trong này là nhân vật là ở Bình Định, còn em là ở Phú Yên. Thì cái giọng nó cũng là một phần là để giúp em hợp với vai này hơn. Thì em cảm thấy là
thời tới cả không kịp. Dạ, thì làm... chắc là được thời là mình sẽ làm diễn viên luôn đúng không? Dạ, tất nhiên là vậy rồi. Nói chung là cái lúc mà em ở dưới quê mà em bước lên Sài Gòn thì mục tiêu của em là đi làm diễn viên cơ. Mà kiểu mình thì kiểu cũng trước giờ ở xung quanh em á, ở quê, vùng quê em thì cũng là quê, còn ở xã, ở thôn á thì không có ai theo, không ai biết về cái ngành nghề này cả, không ai biết về cái ngành diễn viên. Thì em kiểu em tự lực và em lên trên này em theo đuổi nó một cách mà kiểu như là không biết là tương lai sẽ đi về đâu. Nhưng mà kiểu thì trong lúc đó em cũng có làm TikTok, thì như bạn có nói thì em cũng có làm sáng nhà sáng tạo nội dung. Thì được lần này là một cái cơ hội rất lớn để thứ nhất là để em trao dồi kinh nghiệm, thứ hai là cố gắng để mà thực hiện được cái cơ hội này. Nói chung là trong vai diễn lần này là em cố hết sức làm hết tất cả những gì mà mình có thể làm được. Dạ. Cậu ơi, vậy thì mà trong cái quá trình làm việc với các anh chị có nhiều kinh nghiệm hơn mình, có những cái trải nghiệm trước mình rồi á, yeah, thì em có áp lực nhiều không? Với các anh chị có hỗ trợ gì em trong quá trình đó không? Trời ơi, quá trời áp lực luôn. Tại hồi giờ mình đâu có làm việc với những anh chị diễn viên đã được. Thứ nhất là những anh chị này đã diễn được nhiều rồi, và em là giai đầu tiên. Thì cảm thấy là nó gọi là em không có nhiều điểm chung với anh chị để mà mình tạo. Nói chung là các anh chị ở đây đều là tiền bối đối với em. Thì mình cũng có nhiều áp lực bỡ ngỡ về việc đó, thì làm em rất là run. Thì nhưng mà về sau thì khi mà anh chị em dạ dạ giờ đỡ rồi. Nhưng mà về sau khi mà em nói chuyện với các anh chị rất dễ thương và nhiệt tình, giúp đỡ em rất là nhiều trong diễn xuất hoặc là cách xây dựng nhân vật. Nói chung là cảm ơn tất cả anh chị với lại là đạo diễn đã cho em cơ hội lần này ạ. Rất là dễ thương, cảm ơn tụi rất là nhiều. Bây giờ xin mời các anh chị sẽ tiếp tục đặt câu hỏi giao lưu cho đạo diễn cũng như diễn viên ạ. Dạ xin mời các anh chị. Dạ em mời chị. Anh Thuận ơi, cho em hỏi là cái bối cảnh chính á, cái trường đại học của mình thì mình sử dụng cái bối cảnh chính ở đâu, và cái bối cảnh đó có cái thuận lợi cũng như là cái khó khăn gì cho mình trong cái quá trình mà mình quay phim hay không anh? Câu hỏi thứ hai là muốn hỏi Công Dương. Công Dương thì lần đầu, chị thấy là lần đầu trên màn ảnh rộng mà em đảm nhận một cái vai nó có khá nhiều cái đất diễn và cũng có khá nhiều cái cảm xúc á, thì không biết là em có gặp cái khó khăn gì trong cái quá trình mà thể hiện cái vai diễn này không, và cái phân cảnh nào mà theo em là khó khăn nhất ở trong phim? Dạ xin hết ạ. Dạ cảm ơn chị nhiều. Thì bối cảnh chính mà cái trường đại học ở trong phim của em thì thực ra được chia ra ở rất là nhiều trường khác nhau, mỗi trường trong mỗi cảnh, nhưng mà chị quay nhiều nhất là ở trường Đại học Bách Khoa, còn ở ký túc xá Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, và còn cái ký túc xá thì em quay ở ký túc xá trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Thì cả hai nơi đó là hai cái nơi mà đã gây cho em nó rất là nhiều cái cảm xúc. Tại vì khi mà em và các bạn sản xuất tới để tham khảo bối cảnh thì tụi em rất là thích. Tôi còn thích khá nhiều trường khác nữa, nhưng mà Bách Khoa là một trong những trường mà em thích nhất, bởi vì nó còn rất là nhiều những cái góc mà nó rất là cũ, và nó em nhìn lắm tính luôn rồi mình sẽ quay nó như thế nào. Cho nên và cũng rất là may vì trường đó thì cũng các thầy cô cũng đã hỗ trợ tụi em rất là nhiều trong những ngày quay phim đó. Cho nên quay ở trường Bách Khoa thực sự là toàn là những ngày thuận lợi không. Thậm chí là em còn nói đùa là khi mình cần mưa tự nhiên là có mưa liền. Nó rất là may mắn như thế luôn. Rồi còn những ngày mình quay ở đầu ký túc xá trường Đại học Sư phạm cũng mang lại cho em rất là nhiều cảm xúc, bởi vì bản thân em thì rất là thích những cái gì đó bình dị. Thì cho nên em nghĩ là em đã cố gắng mang tới những cái gì mà cảm giác bình dị nhất cho mọi người trên màn ảnh. Thì khi mà em tới xem cái phòng ký túc xá thì em rất là vui, và em có yêu cầu là cho em mượn cái phòng đó và em sẽ không làm lại bất kỳ cái gì hết. Em để là gần như là toàn bộ, và em chỉ thêm thắt một số cái để cho nó, ví dụ những cái gì hiện đại thì em bỏ ra, rồi em thay những cái gì đó cũ cũ vô, rồi hoặc là em
làm lại cái phần nền này kia thôi, chứ em không có dàn dựng một bối cảnh gọi là quá hoành tráng. Nhưng mà em nghĩ là nó đã tự nhiên và bình dị nhất. Cho nên cũng rất là may là các thầy cô ở đó cũng rất là hỗ trợ cho em. Và các bạn sinh viên thì rất là khổ, khá là có những kỷ niệm là có những hôm mà các bạn ngồi chờ tới 11 giờ để được về phòng ngủ. Thế em quay chưa xong, trời còn mưa nữa. Thế nên mà quay xong vừa quay vừa phải nói các bạn là các bạn sản xuất là thôi là dỗ các em ấy đi này kia thôi. Cảm ơn chị rất là nhiều. Giờ đến lượt em. Em cảm ơn câu hỏi của chị ạ. Em xin trả lời. Em nghĩ là với nhân vật Nghĩa trong phim thì em cảm thấy cái khó khăn khi mà ban đầu khi mà em mới đọc kịch bản và em nhận vai và em nói chuyện với anh Tuấn ấy, thì em cái phân đoạn, cái cảnh mà đối với em cho là khó khăn là phân đoạn mà khi người bạn thân của em không còn nữa. Thì đó là một cái mà khiến em trăn trở và suy nghĩ rất là nhiều. Em không biết là liệu mình có thể thể hiện nó ra một cách trọn vẹn nhất hay không. Nhưng mà đây cũng là một cái lý do chính để khiến em gật đầu với anh Tuấn là nhận vai. Đó là cái cuộc đời em và cái con người của em cũng đã từng trải qua cái câu chuyện như này rồi. Cho nên là em thấy có một sự gắn bó với nó. Đó là lý do tại sao em nhận vai diễn này. Nhưng mà đúng là kiểu trời, người tính không bằng trời tính. Khi mà em thể hiện cái phân đoạn này thì anh em mình làm việc mỗi 10 phút nhỉ? Tầm 10 phút, quay đúng 10 phút là xong. Rất là nhanh, em không nghĩ nó nhanh như thế. Cái phân đoạn mà lại cuối cùng lại trở thành một phân đoạn mà khó khăn nhất đối với em, đó là phân đoạn về Khánh Vân. Đó là bọn em quay cái phân đoạn mà trên lên nóc nhà ngồi, không biết mọi người có nhớ cảnh này không, lên nóc nhà ngồi và máy bay rồi đó, thì bọn em phải thoại về những cái câu mà em xin lỗi anh Tuấn nhé, nhưng mà đối với bọn em là khá là sến á. Thì bọn em phải tập duyệt cái phân đoạn đó rất là nhiều, mà mỗi lần tập duyệt nhìn vào mắt nhau là hai đứa không thể nào mà nhìn nổi cười. Hai đứa cứ thoại với nhau là cười, thoại với nhau là cười, cho đến khi mà quay chính thức luôn là cứ quay ra nhìn mặt nhau xì ra cười, là nước mắt cứ chảy, nên là cả đoàn cứ phải ngồi đợi bọn em cười xong mới quay được, nhưng bọn em cười mãi không xong. Thế là nhưng hôm đấy rất là cực cho cả đoàn, và cảm thấy rất là có lỗi với đoàn, nhưng mà kiểu cái dây thần kinh cười của bọn mình không thể kiểm soát được. Nhưng mà ôi, dù sao thì mình đã trải qua và mình cũng đã hoàn thành tốt cái phân đoạn này rồi. Anh Tuấn cũng có bảo em là mày không biết gì, lên phim đi, dựng lên là sẽ thấy tình cảm lắm, sẽ thấy này kia lắm. Nhưng bọn em thì đối với bọn em vẫn là hơi sến. Thì đó là cái phân đoạn mà đối với em là nó vô tình nó đến nhưng mà lại khó khăn nhất ấy. Nhưng mà thật là anh bản thân anh khi mà dựng xong anh xem mình vẫn thấy nó rất là tình cảm. Thì đúng là anh viết mà. Không có liên quan. Tại vì anh nghĩ là những cái gì sến nhất là khi mình nói nó một cách chân thành thì nói thì cái sự chân thành nó lại cộng hưởng với cái sến, nó tạo thành một cái. Không phải, thật ra là em cũng biết là trong chuyện tình cảm, trong chuyện tình yêu ai mà không sến đúng không? Mình không nói ra với số đông thôi, nhưng mà nếu mà chỉ có hai người ở với nhau thôi em thề là chỉ nói những cái sự thứ sến súa trong cuộc đời thôi. Okay. Và em cũng nhớ là cái hôm mà quay cái phân đoạn mà theo như Công Dương dự đoán là sẽ rất là khó và sẽ rất là lâu, đó là phân đoạn ra và xong mà người khóc. Nhưng mà quay hôm đó quay đúng 10 phút xong lên xe, em mới hỏi em là em không nghĩ là nó trong vành đến mức đó luôn. hỏi một cái tâm lý rất là buồn và hụt hẫng, vì sợ là lên phim nó sẽ không được tốt mà như em ấy mong muốn, và như cái nó gọi là nó đúng với cái sự kỳ vọng và sự chờ đợi của mình, sự chuẩn bị tâm lý của mình. Nhưng mà em chỉ nói với Dương một câu là anh đã thấy được những cái hay nhất và anh lấy được những cái anh cần rồi, thì nên đừng lo. Em cảm ơn anh. Em áp lực lắm. Tại vì nếu mà thí dụ như là em chưa có trải nghiệm tương tự đi mà bắt em thể hiện bối cảnh đấy thì nó là khó khăn. Còn nếu mà đã có trải nghiệm tương tự mà thể hiện mà không ra nữa thì càng bị đáng chửi đúng không anh? Nên là em lo lắm, nhưng mà thôi không sao ạ. Nếu mà mọi người cảm thấy bộ phim đã trọn vẹn và em đã thể hiện tốt rồi thì cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Dạ, cảm ơn chia sẻ đến từ anh Bùi Khắc Tuấn cùng với Công Dương. Kính thưa quý vị, chúng ta đã có một khoảng thời gian để cùng giao lưu với đạo diễn và những diễn viên của dự án Mùa Hè Đẹp Nhất. Và thưa quý vị ơi, bộ phim này sẽ được công chiếu tại tất cả các cụm rạp trên toàn quốc bắt đầu từ lúc 19 giờ ngày mai, ngày 27 tháng 6 năm 2024. Và chúng tôi rất là kỳ vọng đây sẽ là một bộ phim về tình bạn lãng mạn nhất trong mùa hè năm nay. Và chắc chắn là để truyền được những thông điệp giá trị từ bộ phim đến với khán giả và công chúng thì rất cần những sự yêu thương và hỗ trợ đến từ tất cả các chị em phóng viên báo chí truyền thông. Nếu mà quý vị đã xem phim và cảm thấy rất là vừa lòng thì hãy cho chúng tôi rất là nhiều những lời góp ý
Và để cho nhiều người sẽ cùng theo dõi dự án điện ảnh này nữa. Bây giờ thì chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các anh chị ạ. Và các chị thân mến, các chị cũng vui lòng bỏ qua giúp cho một cái điều mà chúng tôi cũng không có quản lý được hết đó. Đó là rất là hy vọng ngày hôm nay sẽ có luôn cả nhóm trung niên nữa, bên cạnh là nhóm bạn đại học. Nhưng mà các cô chú, bởi vì là lịch trình làm việc, các anh chị cũng vì lịch trình làm việc cá nhân nên là chưa có thể khớp được với thời gian mà chúng ta diễn ra chương trình. Nên là mong các anh chị cũng sẽ lượng thứ bỏ qua cho một cái chi tiết này. Và thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các anh chị phóng viên báo chí truyền thông ạ, đã dành thời gian đến tham dự buổi công chiếu đặc biệt của dự án Mùa Hè Đẹp Nhất. Và hãy cùng theo dõi Trạm Giải Trí và Trạm Phim Review để cập nhật những thông tin review phim mới nhất nhé.